Chào bạn Mon. Xin chào các bạn Hôi Nhà Dâu Tay 3. Bây giờ hôm nay mình sẽ ghép hình nhà Hôi Nhà Dâu Tay 3D nha. Bạn cho các bạn xem nào. Đây đi phải không? Lần nữa bạn Mon sẽ ghép hình thành cái ngôi nhà dâu tây đúng không? Có hai quả dâu rồi bạn Mon đúng không? Đúng. Bạn Mon có thích không? Có thích ghép không? Thì bạn Mon chuẩn bị xong chưa? Bạn Mon nhìn lên đây nào. Nói chuyện các bạn nè. Xong. Bây giờ bạn Mon tháo ra. Ghép này bự ha. Ừ, mảnh ghép này bự, rồi mình tháo ra, mình ghép nha. Rồi bông bông tháo ra đi, mình tháo được không? Đâu, nhà vô tay đâu? Cái này. Đây, đây là cái hình để cho bông bông nhìn theo rồi đúng không? Rồi sau đó mình... Rồi bây giờ mình sẽ dễ tháo bóc ra, ra luôn. Tháo rồi đi không mà. Đây. Bạn Mon tháo chưa? Ừ, đúng rồi. Đây. Sẽ gỡ cái hình ra. Gỡ cái đi không mà. Thôi gỡ. Mon bắt đầu tháo các cái mô hình, cái mảnh ghép nha, để rồi ráp thành cái hình 3D nha. Mình nhảy vô tay của Mon xem coi. Rồi, tháo tiếp đi Mon. Dễ không bông Mon? Vấn đề là xíu nữa mình ráp lại nữa nè. Rồi, hết chưa? Chưa. Rồi. Mon sẽ tháo các cái lỗ nhỏ trên cái mô hình này đúng không? Dạ, để gắn vô. Ừ, tháo ra xong đi rồi mình sẽ tiếp tục gắn. Đây là những gì mà bông Mon đã tháo ra đây. Đây các mảnh ghép của Mon tháo ra. Cái này cũng đơn giản bạn Mon. Bây giờ bạn Mon nhìn đây ha. Đây số 1, số 2. Là cái này là số 1, số 2 bạn Mon sẽ gắn vào đi. Mon sẽ gắn vào số 1, số 2 đi. Đây. Mon gắn xuống. Đứng lên. Đây, Mon gắn cái này. Rồi, tiếp tục đến số 3, số 4. Số 3, số 4 đây sẽ là số 3, số 4. Đúng vào. Xoay cái này qua. Rồi Mon dễ gắn. Đúng rồi. Đây, bạn Mon gắn cái hình này vào đây. Rồi cái này, cái giữa này là gắn vô đây. Mình có thể xoay mô hình được mà, mình xoay vòng vòng cái mô hình được để cho mình dễ gắn đấy. Đây. Được không? Đúng rồi, rồi tiếp tục ở đây. Là sao nha. Rồi cái này gắn lên luôn bông Mon. Rồi tới cái cây. Cây Mon gắn bên đây nha. Dựng đứng cái cây lên không?
bằng. Rồi, tiếp tiếp theo là cái này đúng không? Wow. Rồi, bạn Mòn vừa ráp xong cái mô hình này, ngôi nhà vô tay. Các bạn 3D nha. Các bạn có thể xoay cái ngôi nhà lại, xoay ngược lại để ống nhìn thấy được nha. Đây. Đẹp quá các bạn ơi. Đẹp không bạn Mòn? Đây, ngôi nhà vô tay của bạn Mòn có cầu vồng rồi có... Con này là con gì bạn Minh? Hả? Khủng long đúng không? Khủng long với con gà với con chó sói. Khủng long, gà, chó sói luôn. Đây, tác phẩm của bạn Minh đã hoàn thành. Vậy bạn Minh nói gì với các bạn nào? Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Chào bye bye. Xin mời em theo ký hộ mô nhé. Thả tim cho các bạn đi. Đây các bạn, đây là ngôi nhà 3D bạn Minh vừa ráp đây các bạn. Nếu thấy bạn Mon ráp đẹp thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Mon nhé. Yeah.